Nhân viên cứu nạn tìm thấy thi thể cuối cùng sau vụ nổ hầm mỏ Tây Trung Cộng, tên từ Giang Tây. Truyền thông nhà nước Trung Cộng đưa tin 15 người thợ mỏ đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ tại một mỏ than ở phía đông nam Trung Cộng vào ngày Chủ nhật. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm nay cho biết, nhân viên cứu nạn đã kéo lên thi thể của người thợ mỏ cuối cùng bị mắc kẹt dưới lòng đất tại mỏ than Gao Ken gần thành phố Bình Hương, thuộc tỉnh Giang Tây. 38 người thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ than tại thời điểm xảy ra vụ nổ. 23 người đã cố gắng thoát được ra ngoài hoặc đã được cứu sống. 11 người thợ mỏ đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. 6 người trong số họ bị thương nặng, 5 người bị phỏng trên 50% cơ thể của họ. Chính quyền cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Thứ tư tuần trước, một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Tứ Xuyên cũng đã làm cho 44 người bị thiệt mạng. Các hầm mỏ của Trung Cộng được cho là nơi làm việc nguy hiểm nhất trên thế giới bởi vì các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và sự vội vàng để đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, số liệu thống kê của chính phủ cho thấy số người chết do tai nạn đã giảm. Cơ quan giám sát an toàn công việc của chính phủ Trung Cộng cho biết 1.973 người thợ mỏ đã bị thiệt mạng trong các tai nạn mỏ than vào năm ngoái. Trong năm 2010, 2.433 người đã bị thiệt mạng, giảm từ 2.631 người trong 5 năm trước.